Tiếp tục với diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Mòn, Chu Ý đã tự mình lựa chọn lớp trưởng và lớp phó. Rất nhiều người không đồng tình với kết quả này, bọn họ muốn quyết đấu với Hoắc Vũ Hậu và Vương Đồng. Chu Ý lập tức lớn tiếng quát mắng, hành động tự ý khiêu khích chính là coi bà để trang trí, không thèm đặt quy củ vào trong lòng. Quy củ là dám chất vấn quyết định của lão sư thì sẽ bị khai trừ. Thế là Chu chủ nhiệm lập tức ra quyết định đuổi ba người Hoàng Sở Thiền, Đới Hoa Bân và Chu Lộ ra khỏi lớp. Còn Vu Phong ngay cả nghỉ học cũng không xin phép nên cũng bị khai trừ. Đới Hoa Bân không phục nên cãi lại, nhưng còn chưa kịp để hắn nói chuyện thì Chu Ý đã bộc phát hồn lực giàn mặt. Thế là cả ba người đành phải ra ngoài, bây giờ chỉ còn cách là nghe học viện an bài. Chuyện ngày hôm nay, Đới Hoa Bân cũng không muốn bỏ qua, sự sỉ nhục này sẽ có một ngày hắn trả lại cho đám người Hoắc Vũ Hậu. Ngôn viện trưởng sau khi biết tin liền vô cùng tức giận, ông gọi Chu Ý tới phòng của mình nói chuyện. Ngôn viện trưởng cực kỳ bất mãn với quyết định của bà, còn tiết lộ rằng học viện vừa muốn phê chuẩn bà thành giáo sư cao cấp, thế mà bây giờ bà lại trả ơn bằng cách này. Chu Ý vẫn kiên quyết, cách dạy của mình là như vậy rồi, việc được hay không được xét duyệt làm giáo sư cao cấp thì cũng không quan trọng. Hoặc là bị đuổi khỏi học viện, nếu không bà sẽ vẫn cứ dạy như vậy, lời này làm cho ngôn viện trưởng cũng hết lời. Ông chỉ còn cách là xem thử cách dạy của Chu Ý có thể đào tạo ra được 5 vị đệ tử nội viện lúc tốt nghiệp hay không, nếu không làm được thì sẽ bị khai trừ. Hoặc Vũ Hạo đi tới Hồn Đạo Viện để học tập, Phạm Vũ muốn biết cậu định nghĩa như thế nào về hồn đạo khí. Trong suy nghĩ của cậu, hồn đạo khí là khí cụ dùng hồn lực để khởi động sử dụng. Có thể là vũ khí, cũng có thể những khí cụ khác phục vụ đời sống. Phạm Vũ khẳng định điều này là chính xác, hồn đạo hệ của ông chủ yếu nghiên cứu hồn đạo loại vũ khí, hay còn gọi là hồn đạo khí quân dụng. Hồn đạo khí quân dụng cũng giống như hồn sư, nó đại diện cho thực lực của một quốc gia. Nếu hôm nay đại lục xảy ra chiến tranh, thì công nghệ của hồn đạo quân dụng đối đầu rất có thể trở thành mấu chốt thắng lợi. Ai có được công nghệ tiên tiến nhất sẽ nắm quyền chủ động trong chiến tranh. Trải qua nhiều đời nghiên cứu, hồn đạo viện cũng có chút thành tựu, nhưng công nghệ thì vẫn thua xa Nhật Nguyệt Đế quốc. Bọn họ đã nghiên cứu và phát minh sớm hơn, đồng thời còn có rất nhiều mỏ quặng kim loại quý. Với những kim loại quý đó, bọn họ có thể chế tạo hồn đạo khí với phẩm chất tuyệt hảo, bồi dưỡng được hồn đạo sư đỉnh cấp. Hồ sư nghiên cứu chế tạo hoặc sử dụng hồn đạo khí để làm phương hướng tu luyện, chính được gọi chung là hồn đạo sư. Hồn đạo sư cũng được phân chia đẳng cấp, sơ cấp là cấp 1 đến cấp 3, trung cấp là cấp 4 đến cấp 6, cao cấp là cấp 7 đến cấp 9, cuối cùng là cao cấp nhất là cấp 10. Phạm Vũ hiện tại đang là hồn đạo sư cấp 8. Ông bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng hồn đạo khí. Chỉ cần đặt nó lên cánh tay, hồn đạo khí sẽ tự động được khởi động. Hồn đạo khí không bị giới hạn bởi cấp độ của hồn sư, chỉ cần hồn sư có đủ hồn lực là có thể sử dụng được. Ông bắt đầu bắn ra rất nhiều đòn công kích vào mục tiêu. Món vũ khí này khá giống với xà cát thần nỏ của Đường Mòn, chỉ không biết là uy lực cái nào sẽ mạnh hơn mà thôi. Nguyên lý hoạt động của hồn đạo khí là chuyển hồn lực thành năng lượng mang tính phá hoại. Muốn hiểu được nguyên lý thì phải bắt đầu từ kết cấu của nó. Hồn đạo khí bình thường sẽ do vỏ ngoài, ruột và hạch tâm tạo thành. Khoảng thạch thích hợp làm vỏ ngoài lại cần phải có nhiều thuộc tính như độ cứng cao, tính bền dẻo tốt, khả năng chịu nhiệt cao, chống ăn mòn, mài mòn. Nhưng vẫn còn một số hồn đạo khí đặc thù cần phải kết hợp với vật liệu đặc thù. Ví dụ như hồn đạo khí vỏ ngoài mang theo thuộc tính hàn băng, cần phải chịu được nhiệt độ thấp. Như vậy, người sử dụng mới không bị thương vì lạnh. Phần ruột bên trong có tác dụng phóng đại và truyền hồn lực. Vì vậy, phần ruột phải dùng khoáng thạch truyền dẫn vô cùng quý hiếm để chế tạo. Hạch tâm của hồn đạo khí là thứ mấu chốt nhất. Trên bảo thạch quý giá nhất, khắc họa pháp trận khác nhau. Quá trình này vô cùng tỉ mỉ. Hồn sư phải dùng hồn lực đẳng cấp khác biệt để điều khắc nó, cực kỳ tốn sức. Mỗi bước làm việc đều ngừng tụ tâm huyết của hồn đạo sư mới có thể khiến một món hồn đạo khí được sinh ra. Hoặc Vũ Hậu đừng mang một món gọi là tụ lý pháo quay về. Sau khi biểu diễn uy lực, mọi người lập tức ngạc nhiên. Tuy rằng cơ chế phát động có khác nhau so với gia cát thần nỏ, nhưng sự giống nhau giữa hai món đồ này có lẽ là điểm mấu chốt để hồn đạo khí kết hợp với ám khí Đường Mòn, từ đó hồi sinh lại ám khí. Bồi Bối và Đường Nhã cũng phát hiện ra những điểm này, nhưng bọn họ lại không cách nào thực hiện được. Bây giờ Hoắc Vũ Hậu đã trở thành đệ tử của Phản Vũ, hy vọng chấn hưng Đường Mòn cũng được đặt lên vai cậu. Đây là trách nhiệm cực kỳ lớn lao, nhưng cậu vẫn hứa rằng sẽ cố gắng học tập hồn đạo khí. Phạm Vũ cho biết, muốn trở thành hồn đạo sư ưu tú thì trước tiên phải trở thành một thợ rèn ưu tú. Ông bắt đầu hướng dẫn cậu học nghề thợ rèn. Những ngày bình thường, Hoắc Vũ Hậu đều lên lớp học của Chu Ý để học tập hồn lực. Những ngày nghỉ thì lại tới hồn đạo viện. Sau khi học rèn sắt xong, Hoắc Vũ Hậu cũng bắt đầu học cách khắc phù văn. Nhưng quá trình này lại không hề dễ dàng. Những lần đầu tiên đều thất bại. Dù là vậy thì cậu vẫn không bỏ cuộc. Thời gian cứ như vậy trôi qua,
chẳng mấy chốc đã là 8 tháng sau. Hoắc Vũ Hạo đã có thành tựu về hồn đạo khí, có thể khắc họa hạch tâm của hồn đạo khí cấp 1 và bắt đầu khắc họa hạch tâm cấp 2. Quá trình làm phù văn vô cùng tỉ mỉ, nhưng nhờ có tinh thần lực trợ giúp cùng năng khiếu thiên bẩm nên Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đã hoàn thành. Trải qua kiểm tra bằng cách bắn thử, hồn đạo khí mà cậu chế tạo cũng hoạt động chính xác và cậu chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 2. Về phía Chu Y, thời gian khóa học cũng đến ngày cuối cùng, bà lên tiếng cảm ơn vì mọi người đã cố gắng. Nhưng mà có thể tiếp tục ở lại học viện, trở thành học viên năm 2 hợp cách hay không thì phải xem kết quả kiểm tra liền cấp sau khai giảng năm học tiếp theo. Muốn lên năm học thứ 2 thì hồn lực phải đạt tới cấp 20. Nếu có người lười biếng không chịu thu hoạch hồn hoàn thứ 2 thì không cần ở lại học viện nữa. Trong thời gian nghỉ hè, Thiên Mộng Băng Tầm muốn dẫn cậu đến một nơi bí mật, yêu cầu cậu không được tiết lộ cho bất cứ ai biết, bao gồm cả Vương Đồng. Rốt cuộc thì dự định của Thiên Mộng Băng Tầm là gì và Hoắc Vũ Hạo sẽ trải qua chuyện gì tiếp theo? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!